Hôm nay thì hàng trăm người tại Campuchia đã tổ chức biểu tình chống luật hạn chế hoạt động của các hiệp hội và tổ chức phi chính phủ mà Hạ viện Campuchia vừa mới thông qua. Khoảng 300 người thuộc các nhóm hoạt động vì nhân quyền và các tổ chức NGO đã tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Campuchia vào hôm nay ngày 13 tháng 7 để chống lại đạo luật mới vừa được Hạ viện Campuchia thông qua. Đây là đạo luật giúp chính phủ tăng cường kiểm soát hoạt động của các tổ chức NGO do lo ngại các tổ chức này tài trợ cho khủng bố. Mặt khác, Thủ tướng Hun Sen cũng cáo buộc nhiều tổ chức NGO hoạt động thiếu trách nhiệm và có dấu hiệu ủng hộ đảng đối lập là Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP). Những người biểu tình cho rằng động thái này chỉ cho thấy Đảng Nhân dân CPP của Thủ tướng Hun Sen đang tỏ ra lo sợ và mất uy tín. Chúng tôi ủng hộ những đạo luật hợp lý, còn nếu họ ra luật để hạn chế quyền tự do của chúng tôi và ngăn cản con đường dân chủ thì chúng tôi phản đối. Đạo luật mới này xuất hiện giữa lúc đã có nhiều chỉ trích cho rằng Thủ tướng Hun Sen, người đã tại vị gần 30 năm, có dấu hiệu lạm quyền nhằm áp chế các đảng đối thủ. Tuy nhiên, đạo luật này vẫn cần phải được Thượng viện thông qua trước khi chính thức áp dụng.